Hi, xin chào các bạn nha. Khoa đây. Hôm nay mình review tiếp một cái sản phẩm mới ha. Đó là cái kính mà để soi mạch nha. Mình làm những cái mạch nhỏ đó mà mình dùng kính lúp rồi mình soi rồi mình hàn nó cũng không có rõ. Cho nên là đợt này mình có mua một cái kính lúp 1.000 lần. Để mình về mình soi mạch ha. Thì mình sẽ review cùng với các bạn để cho các bạn xem cùng với mình ha. Ok, em nói đây. Cái này mình theo mình nghĩ nó là kính lúp thôi các bạn, chứ nó không phải là kính hiển vi đâu. Người bán người ta giới thiệu nó là kính hiển vi soi mạch được 1.000 lần vậy đó, nhưng mà theo mình không phải là kính hiển vi, bởi vì kính hiển vi thì nó phải nhìn thấy được những cái gì đó, nó cái độ phóng đại của nó rất là cao ha. Còn cái này mình chỉ xem nó giống như một cái kính lúp thôi. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình bung hộp nha. Đó. Đây là cái sản phẩm này của mình là cái gì ta? Để mình xem nữa. Đây, digital microscope, có nghĩa là kính hiển vi điện tử ha, kính lúp điện tử ha, DM4, cái mã của nó là DM4 DM4 ha. Ok, đây là máy chủ. Tiếp đến là cái này là cái giá để mình để cái kính lên. Cái con này là để mình nâng hạ kính ha. Rồi đây là cái con ốc để mình gắn cái kính vào, mình bắt lại cho nó chặt ha. Ok, tiếp đến có gì, có đĩa cài đặt. À, vậy là cái này nó có thể kết nối được với máy vi tính bằng phần mềm ha. Rồi mình để đây, sách hướng dẫn sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh ha, hai thứ tiếng. Đây, cái này nó có thể kết nối được với phần mềm của máy tính Windows nha, và nó có thể quay lại trực tiếp ở trên máy tính ha, nếu mà mình không dùng thẻ nhớ. Rồi ok, đây là cáp sạc USB của nó. Đây là cái cây để dựng nó lên. Và đây là cái bàn để mình để đồ lên mình soi ha. Rồi ok, thì mình tiến hành mình ráp nó nha. Đây, nó có cái nắp bảo vệ nè, tí mình tháo ra sau. Mình ráp trước đi. Đó, cái này để đẩy lên xuống ha, đẩy lên xuống cái kính ha. Rồi ok, tiến hành review nha. Để xem ở đây nó có cái gì. Nút reset nè, tăng giảm độ sáng của đèn nè ha. Rồi bên đây là DC 5V cổng sạc nha. Đây là khe cắm thẻ nhớ ha. Rồi ở đây chắc là chỗ để pin. Đây pin 18650 ha. Rồi mình cắm thẻ nhớ vào nha. Cái này nó hỗ trợ thẻ nhớ đến 32GB các bạn. Này nút nguồn, menu phải trái và ok. Đó, mở lên. Vào phần menu trước. Để các bạn xem trong menu này có gì nha. Menu có hai phần. Phần đầu tiên của menu là chế độ quay phim. Size này có nghĩa là cái kích thước 720 hoặc là Vega. À, nó được 720 thôi, HD thôi chứ nó không được Full HD ha. Timestamp có nghĩa là nó sẽ hiện ngày lên trên cái video của mình ha. Exposure compensation, cái này là độ sáng thôi. Độ sáng này mình để mặc định đi, không có chỉnh gì hết. Rồi phần cài đặt phim ha. Rồi format thẻ, language, ngôn ngữ được tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, Italia, Bồ Đào Nha, Espanol gì nè, tiếng Ấn Độ gì nè. Ok, mình sử dụng English. Lysis gì ta? Lysis này không biết là cái gì. Không biết cái Lysis này là gì nha. Auto off, tự động tắt sau mấy phút đó, này mình không cần. System reset là reset lại cái cài đặt hệ thống ha. Live frequency 50Hz, 60Hz. Ok, để mặc định đi. Đây trên boot. À, cái này chỉnh ngày nha. 2021. Hôm nay bao nhiêu ta? Tháng 3 hả?
28 tháng 3. 19 giờ. Lập theo giờ Việt Nam đi. Ha, ok. Xong. USB này là cái gì? PC cam disk charging mod. Ok. Cái này là cái cổng của USB đó. Mình muốn ở chế độ sạc hay là chế độ thẻ hay là chế độ kết nối với máy tính gì đó. Cái này mình để mặc định đi. Version phiên bản V1 ha. Rồi, ok. Rồi đơn giản là vậy thôi. Nếu mình nhấn ok thì nó sẽ quay ha. Rồi nếu mà mình không nhấn ok, làm sao để mình chuyển cái chế độ chụp hình ta? Nó không có chế độ chụp hình nữa nè. Rồi ok, bây giờ mình đó là đơn giản của máy ha. Bây giờ mình vào mình soi thử cái mặt xem như thế nào. Đầu tiên là mình phải gỡ cái nắp bảo vệ ra. Đó. Rồi. Trước khi soi mặt thì ví dụ mấy cái chữ nhỏ nhỏ này, mình soi mấy chữ nhỏ nhỏ này trước nha, cho các bạn cùng xem với mình nha. Đây. Ai, sao không thấy gì hết ta? Đây là cái vòng vặn focus nè. Bây giờ mình vặn thử nè. Đây, thấy rồi đây. Đây là tăng giảm độ sáng. Đó, tăng giảm độ sáng nha. Là mình đang bật cái chế độ quay rồi. Đó, thấy từng mình thấy được từng cái vân giấy luôn nè các bạn. Đó, bây giờ mình đẩy xuống xem như thế nào. Đẩy xuống hết rồi. Lúc nãy là đẩy xuống hết rồi. Đẩy xa ra thôi. Đó. Vì cái này là cái giấy bóng cho nên là hơi khó thấy, cái đèn nó chiếu xuống hơi khó thấy ha. Rồi bây giờ mình vào mình soi mặt nha. Đây, ví dụ mình có cái mặt đây. Đó, các bạn thấy không? Soi rõ luôn chi tiết của mặt nha. Đó. Cái này là bung bét, bung vê gì mình cũng thấy rõ mùng 1 nha, mình cũng xử lý được ha. Này thấy rõ từng số luôn nha các bạn. Đó. Mình kiếm cái nào có số mình xem. Đó, các bạn xem cái con IC này nè. Thấy rõ số luôn nè. Đó. Thấy từng chân luôn ha. Quá ok các bạn ơi. Nè, thấy rõ cái số ở trên cái con đường trở luôn nè. Đó, thấy rõ số 304 luôn ha. Đó, các bạn thấy rõ không? Wow. Đó. Đã chưa? Nhìn quá thích luôn nha. Trời ơi, rõ từng chi tiết luôn. Rồi ok. 4468 BA656A. Đó, thấy rõ luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ soi tiếp xem cái những cái món đồ khác nha các bạn. Cái này thú vị quá. Rất là thú vị luôn. Bây giờ mình soi cái chuỗi hạt của mình đi nha. Đó, các bạn thấy không? Mình thấy được từng cái thớ gỗ bên trong luôn. Cái này không biết mình dùng để mình soi kim cương được không ta? Soi kim cương biết thật giả gì đó. Thấy mấy người bán kim cương người ta hay để kim cương lên cái kính lúp người ta soi cái gì đó các bạn. Mình không có kim cương cho nên mình không có rành mà không biết. Nếu mà những cái người mà làm kim cương á, người ta có cái máy này chắc người ta soi cũng
cũng thấy rõ hơn cái kính lúp đó ha. Đó, đây là cái viên đá của mình nè. Rồi, mình soi tới cái gì nữa ta? Cái gỗ khác xem nó có khác cái gỗ kia không. Đó, đây là cái vân của cái gỗ trầm của mình nha các bạn. Thấy từng thớ từng vân luôn đó, đẹp quá. Rồi bây giờ mình xem tới cái đĩa đá mài của mình xem nó vào đây thì nó sẽ như thế nào. Đây là cái hình ảnh trong cái đĩa đá mài của mình nha. Đó, cái đá mài cái đá cắt của mình á, trong đây nó có những cái sợi kim loại nè, các bạn thấy không? Các cái sợi kim loại nó được đan sang với nhau nè, đó, nó được đan với nhau nè. Rồi ngoài cái sợi kim loại thì người ta có đổ một cái lớp để dính những cái sợi kim loại đó lại, nó giống như là keo hay gì đó. Đây, thấy rõ sợi kim loại nha. Bây giờ mình phóng xa hơn đi, xa hơn. Mình nhìn cái tổng quan trước nè. Đó, mình nhìn trước cái tổng quan nha. Đó, các bạn thấy không? Những cái sợi kim loại nó đang sang với nhau nha. Ok ha. Rồi bây giờ mình phóng gần lại nè, mình xem từng cái sợi kim loại nó như thế nào nè. Đó. Các bạn thấy rõ không? Quá đẹp ha các bạn. Wow. Thiệt là đẹp quá đi. Ok, đây là cái đĩa đá mài của mình ha. Tiếp mình xem tiếp tới cái đĩa cắt ha, cái đĩa cắt kim cương vậy nè. À, mình xem xa trước đi rồi xem gần sau. À, rồi mình nhìn ra tới cái lưỡi nè. Đó, có những cái lỗ nhỏ li ti ở cái kính này, nó thấy luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình nhìn tiếp tới cái gần nè, cái cận cảnh nè, các bạn thấy từng cái vết lưỡi không? Wow, đẹp quá. Đây là cái vết lưỡi cắt nè, xoay vòng vòng. Cái vết lưỡi cắt này nó dày hơn trên cái nền kim loại ha. Các bạn thấy cái vết trắng trắng á, nó dày lên hơn luôn á. Rồi mình soi tiếp tới tờ tiền ha. Soi tiếp tới tờ tiền. Ok. Đó, rõ mồn một luôn ha. Đây là mình đang để ở cái chế độ xa nha các bạn. Đó, 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 đó. Đẹp quá. Công nhận tiền Việt Nam đẹp thật á. Nếu mà nhìn gần kiểu này nè. Nhưng mà do có thể là cái này không nên đưa lên trên mạng quá nhiều, cho nên mình chỉ soi sơ qua thôi ha, mình không có soi chi tiết tờ tiền đâu nha. Bây mình sẽ soi gần thử xem. Đó, nó có chữ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn ha, chữ rất nhỏ. Đẹp quá các bạn ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi ok. Rồi vậy thì coi như là mình đã thử xong cái kính lúp 1000 lần này, kính lúp điện tử này ha. Mình review xong rồi, chức năng của nó cũng chỉ là nhìn thôi, phóng to lên vật thể 1000 lần. Mình mua nó bởi vì mình muốn
có những cái một những cái khung hình mà mình hàng cận cảnh á, mình muốn cho các bạn xem hàng cận cảnh nó đẹp như thế nào thì mình mới mua nó thôi ha. Rồi ngoài mục đích đó thì mình dùng để mình soi những cái con IC, những con linh kiện điện tử nhỏ hoặc là những mối hàng nhỏ mà mình sẽ dùng nó để mình nhìn qua màn hình và mình hàng thôi ha. Nó không phải là cái thiết bị thú vị đa số cho mọi người, nó chỉ thú vị với một số ít người đam mê điện tử hay là cần nó thì nó mới thú vị thôi. Cho nên mình làm cái review này mình biết là sẽ có ít bạn xem cái này, hoặc là ít người cảm thấy thú vị về clip này, nhưng mình vẫn cứ quyết định là mình review, bởi vì mình rất là thích cái sản phẩm này, mình thích cho nên mình mới đặt và mình chờ lâu lắm rồi nó mới gửi về tới đây ha. Rồi phần video cũng không có dài mà cũng không có ngắn, nó đầy đủ hết chi tiết, nội dung, công dụng và cách sử dụng của cái máy này ha. Rồi Khoai xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo ha. Ok, bye bye, xin chào các bạn. Quên, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Nếu thấy clip hay thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh, bấm vào nút chuông để bật thông báo và đừng quên bấm like, share cũng như đóng góp ý kiến ở phần bình luận bên dưới để ủng hộ tinh thần cho mình làm tiếp những clip mới ngày càng hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn. Love you.